Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của huyện Tam Nông đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự huyện nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Nông đã gửi lời thăm hỏi động viên và chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ chiến sĩ đã và đang công tác trong đơn vị quân đội trên địa bàn huyện, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đạt được trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, diễn tập chiến đấu phòng thủ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, tham gia giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng trong phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo huyện Tam Nông đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, đoàn kết thống nhất xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, dự báo nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời lãnh đạo các cấp triển khai tốt hơn nữa công tác quân sự quốc phòng tại địa phương.